Ok, khỏi cần nói thì các bạn nhìn tiêu đề cũng biết đây là video nói về ai, làm về cái gì đúng không? Mà ai fan Tây Hành Kỷ như tôi không biết cũng khó. Như Lai tôn giả, thông qua video này các bạn sẽ biết cách mà Như Lai xuất hiện, đồng thời hiểu thêm về quá khứ của ông, mà phải công nhận hồi đấy Như Lai điên thực sự, dám một mình lao thẳng vào vòng chiến, tiến công cuồng vương La Hầu để cứu thần tướng thiên giới, không hổ danh là người mạnh nhất thiên giới thời điểm hiện tại. Vậy quá khứ Như Lai có gì nào? Hôm nay mời anh em cùng LTG đi tìm hiểu về Như Lai tôn giả, một trong hai hộ pháp của thiên giới anh em nhé. Như Lai tôn giả, một trong hai vị thần hộ pháp thiên giới, sánh ngang với sát tầm Quan Âm, đứng trên đỉnh cao thiên giới, được mệnh danh là chiến thần mạnh nhất thiên giới thời điểm hiện tại. Chưa hề thấy ông thua một trận chiến nào, cũng chưa thấy ông sợ một đối thủ nào, đến cả cuồng vương La Hầu khi mà tiến nhập vào trạng thái vô ngã chi cảnh cũng đã đại bại trước Thụy Ý Thiền của ông. Vậy Như Lai có xuất thần như thế nào? Vào thời đại trước đó rất lâu, Như Lai tiến nhập thiên giới cùng với sát tầm đại thần, cả hai dùng thực lực của chính mình vượt qua tứ đại thiên vương, đứng trên đỉnh cao là hai vị thần hộ pháp thiên giới uy danh chỉ đua đế thích thiên. Khi mà tiến nhập thần giới, mục tiêu đầu tiên của Như Lai chính là muốn tìm hiểu về kiếp trước của mình. Ông biết kiếp trước của mình chết đi là do một tên chiến sĩ Atula ra tay. Sau này, cuộc đại chiến lớn nhất thiên giới, cuộc chiến giữa thiên giới và Atula, do chính Đế Thích Thiên dẫn đầu thần binh thần tướng tổng tiến công. Mục tiêu đầu tiên của họ chính là tiêu diệt vị vương thứ tư của Atula, cuồng vương La Hầu. Đi cạnh Đế Thích Thiên còn có tam vị thiên vương của thiên giới hộ pháp. Đế Thích Thiên muốn chính tay chém giết Atula, thế nhưng đã đại bại dưới sức mạnh của vị đấu thần này. Tam thiên đi cùng cũng không còn lực hoàn thủ, cuồng vương đi tới đâu biển máu tới đó. Nhưng lúc này Như Lai tôn giả đã xuất hiện, ông đã quyết chiến với La Hầu một trận. Đây có thể được coi là cuộc chiến kinh thiên động địa của thiên giới. Sau cùng, đấu thần La Hầu cũng đã chính thức đại bại dưới tay Như Lai. Cũng trong thời đại đó, Như Lai đã sử dụng hồ sinh mệnh, tìm kiếm phía dưới yêu quái đại đạo, phát hiện ra một con thạch hầu, đại yêu lớn mạnh được sinh ra từ đá. Thế nhưng nó quá ngang ngược, đã tiến ra khỏi phạm vi của yêu quái đại đạo, chém giết ăn thịt người dân. Như Lai tôn giả đã xuất hiện. Sau một cuộc đại chiến dài, một quyền của Như Lai đã đánh chết con thạch hầu này. Về sau nó lại được phục sinh, nó tiến nhập thiên giới, đại náo thiên cung, nó đánh bại tất cả thiên binh thần tướng thiên giới. Lúc này Như Lai đã xuất hiện, một quyền định giang sơn đánh bại con thạch hầu ngang ngược, nhưng ông không hề giết nó mà nhốt nó ở dưới đỉnh núi Ngũ Chỉ Sơn, ngày đêm từ đánh cờ làm cho tâm của con thạch hầu này tịnh. Sau cùng ông đặt tên nó chính là Tôn Ngộ Không. Sau này Ngộ Không chính là cánh tay đắc lực nhất của Như Lai. Ông lệnh cho nó đi Tây Thiên bảo vệ đường Tam Tạng tiến lấy kỳ kinh. Về sau Như Lai phát hiện ra kế hoạch của Đế Thích Thiên là phục sinh ám hồn, trấn áp tam thiên thế giới. Do Đế Thích Thiên chính là vị vương cai quản thiên giới, Như Lai đã không đề phòng bị Đế Thích Thiên đánh trọng thương, đành rời thiên giới tìm một nơi trị thương thế. Từ đó Như Lai bị gọi là kẻ phản đồ của thiên giới. 16 năm sau, khi mà đội đường Tam Tạng lên đường đi Tây Thiên trở kinh, giữa đường họ gặp Bát Đại Kim Cang và Sát Tâm Đại Thần cản đường, đang vào thế khó, Như Lai đã cho phân thân của chính mình tiến tới, ra luật với Sát Tâm, cả hai dùng một đòn duy nhất, nếu Như Lai chiến thắng phải để cho đội của Tam Tạng tiến hành lên đường, thế nhưng nếu thua, Như Lai sẽ không can thiệp vào nữa. Sau cùng, một đòn duy nhất Như Lai đã đánh bại Sát Tâm Quan Âm, giúp cho đội ngũ đường Tam Tạng tiến nhập yêu quái đại đạo lên đường trả kinh. Cũng trong lúc này, Chi Quốc Thiên Vương và Quảng Mục Thiên Vương, hai trong tứ thiên vương, tìm được nơi Như Lai đang trị thương. Mặc dù bị thương nặng, thế nhưng Như Lai vẫn có thể đón đỡ đòn công của hai vị vương. Rất may có Chỉ Quốc giúp đỡ, tin tưởng Như Lai đã thoát được. Ông tiến tới Hoa Quả Sơn, nơi mà Ngộ Không được phục sinh. Ông nhờ Ngộ Không cùng mình tiến tới Atula Quốc. Ông phát yêu cầu quyết chiến với Atula. Còn Ngộ Không nhiệm vụ là tiến tới nơi cuộc chiến năm xưa giữa thiên giới và Atula, tìm kiếm thanh thiên kiếm mà Đế Thích Thiên để ở nơi đó. Sau những lần quyết chiến, Như Lai đã đánh bại tất cả đối thủ, cuồng vương La Hầu xuất hiện. La Hầu đã đọc được ý nghĩa của Như Lai, tuyên bố Như Lai chiến thắng nhưng không cho đi mà giam lỏng tại Atula Quốc. Về sau do thiên giới dị biến, cũng do đệ tử Như Lai là Tô Ma, con của cuồng vương. Sau cuộc quyết tử của tộc Atula, nó đã bị thương gần chết, Như Lai quyết định giải nguy cho đệ tử của mình. Ông đã quyết chiến một lần nữa với cuồng vương, nhưng chưa phân cao thấp Như Lai đã rời đi tới thiên cung nhờ sát tâm trị thương cho Tô Ma. Cũng vào thời điểm này, cuộc chiến giữa Atula và thiên giới nổi lên, Như Lai đã đi gặp cuồng vương La Hầu ký kết khế ước. Cuồng vương đã chấp nhận và ra tay giết chết ba vị vương còn lại của Atula, khiến La Hầu trở thành vương duy nhất của tộc đấu thần. Về sau thiên giới bị thần Ấn Độ chiếm phá, Như Lai đã hạ lệnh cho Ngộ Không rời khỏi thiên giới, tìm kiếm đường Tam Tạng, chặn lại mọi kế hoạch của Vô Thượng Tổ Sư. Sau khi Ngộ Không rời thiên giới, thì cuộc va chạm giữa hai thần đã nổ ra, thiên giới đã hoàn toàn biến mất. Sau này khi mà Ngộ Không thành công đánh bại Vô Thượng Tổ Sư, thiên giới đã được Đạo Đức Thiên Tôn triệu hồi trở lại.
Sát Tâm Quan Âm và Như Lai vốn là hai vị thần vĩ đại trong thiên giới, có thể nói cả hai có địa vị cao nhất trong thiên giới ngoại trừ Đế Thích Thiên. Vị thần mạnh nhất trong thiên giới Như Lai, xét về thực lực, Sát Tâm Quan Âm chắc chắn không bằng Như Lai, thế nhưng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Dù sao Như Lai cũng có danh hiệu là vị thần mạnh nhất trong thiên giới, hơn nữa nó cũng có được phản ánh trong hoạt hình 3D. Sát Tâm Quan Âm đã dẫn 4 trong số bát đại kim cang bao vây và chấn áp Đường Tam Tạng vào nhóm của ông. Mặc dù Đường Tam Tạng Ngạo Tuyết Bạch Lang đã thất bại ngay lập tức khi mà Sát Tâm xuất hiện, thế nhưng Như Lai đã sử dụng sức mạnh của linh hồn để tạo ra một phân thân. Sát Tâm đối mặt với Thụy Ý Thiền của Như Lai, nhưng kết quả là Sát Tâm đã bị thương. Như Lai đưa Đường Tam Tạng vào con đường đại đạo và hình nhân bằng đá của Như Lai cũng bị hư hại. Tuy nhiên có thể thấy rằng sức mạnh của Sát Tâm có thể chỉ mạnh bằng phân thân của Như Lai. 300 năm trước, khi mà Tôn Ngộ Không đang quậy phá thiên cung, chính Như Lai đã hàng phục Tôn Ngộ Không và giam giữ nó dưới Ngũ Hành Sơn suốt 300 năm, mãi đến khi Đường Tam Tạng đi Tây Thiên mới được thả ra. Ngay cả khi Như Lai thả Ngộ Không, Sát Tâm vẫn nghĩ rằng Tôn Ngộ Không là một con đại yêu ngoan cố. Trong trái tim của Sát Tâm là một sự ngoan cố. Tất cả yêu quái đều là người xấu và các vị thần mới là công lý. Như Lai thì không phải như vậy. Ông nhìn thấy Tôn Ngộ Không trên người có linh hồn thuần khiết, cho rằng Tôn Ngộ Không là đại yêu quái mang theo chính nghĩa trong lòng, cho nên mới để cho nó thực sự thần phục chính mình, đọc kinh sửa sách. Nói về sự trung thành ngu ngốc của Sát Tâm, AD đã đề cập đến sự cố chấp của Sát Tâm ở trên và chính sự cố chấp của ông đã tạo nên sự trung thành ngu ngốc đối với thiên giới. Trong số các vị thần, Như Lai là người đầu tiên nhìn thấy rõ bản tính của Đế Thích Thiên. Sau này, bạn thân nhất của Đế Thích Thiên chính là Chỉ Quốc Thiên Vương. Ông cũng đã không nhìn thấy bộ mặt thật của Đế Thích Thiên. Cho đến khi Như Lai giản dựng âm mưu lật đổ Đế Thích Thiên với Ngộ Không, mọi người mới có thể nhìn ra. Lý do tại sao Sát Tâm lại có lòng trung thành ngu ngốc như vậy, quan trọng nhất là vì ông ta hoang tưởng, ngoại trừ thiên giới, những người khác đều là kẻ xấu và có thể biến mất. Đó là lý do tại sao Sát Tâm không nghi ngờ mệnh lệnh của Thiên Đế. Chung quy Sát Tâm không thể so sánh với Như Lai, nói một cách khác, hai người cảnh giới kém xa nhau. Tuy nhiên sau này Sát Tâm cũng đã ngộ ra được điều đó và ông hoàn toàn làm theo những lời mà Như Lai để lại, tin tưởng Ngộ Không, đỉnh chiến với Atula và rồi Ngộ Không trở thành kẻ bảo vệ thiên giới, bảo vệ chính nghĩa. Những thứ Như Lai phán đoán hầu như không bao giờ sai. Với sự đồng tình của Sát Tâm, tam thế giới đã được bảo vệ một cách đúng đắn. Vậy các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.